Chiều ngày 6 tháng 11 tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã có buổi ra mắt hai ấn phẩm đầu tiên là Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ thuộc Đại Dự án Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam sau 2 năm nghiên cứu. Lễ ra mắt đã trân trọng đón tiếp Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Thiện Nhân, quan lâm chứng minh và chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Viện trưởng Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, thành viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, cùng khách mời là các học giả, nhà nghiên cứu Phật học. Tại buổi lễ, thay mặt Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực phát biểu khai mạc có nhấn mạnh, đây là một trọng trách, một Phật sự kế thừa thiêng liêng hoài bão của Chư Tôn Đức, trưởng lão tiền nhân, cũng như lòng khát vọng dịch Tam Tạng kinh điển Phật giáo bằng tiếng Việt để làm chỗ nương tựa căn bản tu học, tìm hiểu về chánh pháp của Đức Thế Tôn, những luận giải của các bậc đại sĩ qua các thời đại và các nền văn hóa khác nhau, làm chỗ y cứ tham khảo cho Phật giáo Việt Nam hiện tại và tương lai. Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Viện trưởng đồng Tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam đã giới thiệu đôi nét về ấn bản mới và cấu trúc nội dung cách biên tập của Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Theo đó, dựa vào Tạng Kinh Việt Nam do trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu làm chủ biên, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã biên soạn lại Kinh Trường Bộ từ 2 tập gồm thành 1 tập gồm 710 trang, Kinh Trung Bộ 3 tập gồm thành 1 tập gồm 1.251 trang. Cùng đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam trình bày về diễn kiến sách lược in ấn của Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới. Tại lễ ra mắt, đơn vị phụ trách in ấn Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Giấy Toàn Lực đã cho biết về quy cách và chất lượng giấy sử dụng như ruột giấy siêu nhẹ, có xuất xứ từ Phần Lan với thời gian sử dụng trên 100 năm. Cùng khâu thiết kế trình bày công phu, bìa sử dụng giấy mỹ thuật cao cấp xuất xứ từ Phần Lan với các chữ vàng, các họa tiết ép nhũ vàng trên bìa hiệu Kurs nhập từ Đức. Toàn bộ khung sách được mạ vàng 3 cạnh theo công nghệ Thụy Sĩ. Ban đạo từ, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cho rằng, để hoàn thành công trình Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, cần sự quyết tâm và nỗ lực hết lòng của toàn thể Chư Tôn Đức, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và thành viên ban biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Qua việc ra mắt hai ấn phẩm đầu tiên đúng thời gian đề ra, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng lấy làm hoan hỷ và tán dương công đức Hòa Thượng Viện trưởng đã chỉ đạo thành viên của Viện hoàn thành một công việc mang tính lịch sử để tiếp nối những thành tựu của các bậc trưởng lão tiền bối. Phát biểu đúc kết, Hòa Thượng Thích Giác Toàn khẳng định Bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là sự kết tinh từ các bậc tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu. Dịp này, Hòa Thượng cũng tri ân sự chỉ đạo sâu sắc của Hòa Thượng Chủ tịch và Trung ương Giáo hội trong quá trình nghiên cứu dịch thuật, in ấn, cùng sự yểm trợ của các mạnh thường quân, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước. Dịp này, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng ký kết với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để hỗ trợ công tác phát hành các ấn phẩm Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam đến các học viện, tự viện và tăng ni Phật tử trên cả nước.